Thủy bị bắt. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, xác Thủy, chủ tịch E-Group, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị của Apex Holdings, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Anh ngữ Apex. Ông Đặng Văn Hiền, trưởng ban quan hệ cổ đông công ty, bị Bộ Công an bắt tạm giam ngày 25 tháng 3. Cơ quan điều tra đề nghị những người mua cổ phần của công ty ông Thủy hiện còn dư nợ, khẩn trương cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ điều tra, Trung tướng Tô Ân Sô nói tại cuộc họp báo của Bộ Công an sáng nay. Bộ Công an chưa công bố hành vi cụ thể của ông Thủy. Còn trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được hàng trăm đơn tố cáo của phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng bị công ty cổ phần Anh ngữ Apex Leaders chiếm đoạt tiền học phí khoảng 6 tỷ đồng. Trong đơn, họ cho biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng mua khóa học tiếng Anh tại Apex Leaders cho con nhưng các cháu không được học vì trung tâm đã đóng cửa, đòi lại tiền thì không được. Hôm 9 tháng 1, chủ tịch E Group thông báo gặp khó khăn đặc biệt khi một số trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng do một nhóm phụ huynh đến bao vây, đòi lại học phí. Điều này được cho là gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và nguồn thu của công ty. Nhân sự lo sợ nghỉ việc, tăng số lượng rút phí do các trung tâm đang hoạt động không thể giảng dạy trực tiếp cho học sinh. Trong thông báo, ông Thủy cũng cho rằng, việc này khiến Apex Leaders mất khả năng hoàn phí các đợt tiếp theo cho phụ huynh. Hiện công ty Sắc Thủy đã dừng giảng dạy trực tiếp tại các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô. Trước thông tin ông Thủy đưa ra, các phụ huynh cho rằng ông Thủy đang cố tình biến chúng tôi từ nạn nhân trở thành người phá hoại. Việc họ tụ tập đòi tiền là hành động dễ hiểu, vì trước đó Apex Leaders đã trễ hẹn hoàn phí theo cam kết. Phụ huynh tìm tới các trung tâm Apex Leaders để nói chuyện trực tiếp, hô khẩu lệnh đòi tiền chứ không đến mức bao vây như ông Thủy mô tả. Theo họ, Doanh nghiệp của ông Thủy đã nhiều lần trễ hẹn hoàn học phí. Apex Leaders mới hoàn 20 đến 60% tiền học phí cho phụ huynh trong hai đợt vào tháng 6 và tháng 8 năm 2023. Sau đó, công ty liên tiếp trễ hẹn. Đến tháng 11 năm 2023, trung tâm này đưa ra lộ trình hoàn số tiền còn lại theo từng giai đoạn, bắt đầu với 5% vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, trước thời điểm hoàn tiền một ngày Ông Thủy gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về việc không thực hiện được lộ trình thanh toán. Nguyên nhân là còn nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến, khiến các trung tâm không thể hoạt động. Công ty hứa đến ngày 9 tháng 1, tức ngày ra thông báo, sẽ đưa ra kế hoạch hoàn phí mới. lung xùm xù học phí, bỏ rơi học viên. Apex Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Apex Leaders từng có hơn 15.000 học viên. Cuối năm 2022, Apex Leaders bị nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, ôm tiền bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Hồi tháng 3 năm 2023, khoảng gần 1.000 phụ huynh đã căng băng rôn đòi tiền trước cổng các trung tâm Anh ngữ. Trong buổi đối thoại căng thẳng với các phụ huynh đại diện Apex Leaders cho biết bốn trung tâm tại thành phố gồm Phan Xích Long, Phú Nhuận, Phan Văn Trị, Gò Vấp, Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Him Lam, Quận 6 và một trung tâm tại Bình Dương sẽ được mở cửa lại từ 21 tháng 3 năm 2023. Với những học sinh ở xa, Apex Leaders sẽ dạy online. Sau đó, hệ thống này sẽ mở lại ít nhất 9 trung tâm ở những vị trí thuận lợi tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thủy hứa sẽ trả lại học phí cho những người có nhu cầu nhưng phải đợi tới tháng 11. Vì trước mắt dành toàn bộ nguồn lực để mở lại các trung tâm. Khi phụ huynh làm giữ không đồng ý với phương án này, ông Thủy hứa sẽ trả học phí. Tuy nhiên, chiều 11 tháng 10 năm 2023 nhiều phụ huynh kéo đến trung tâm của Apex Leaders để đòi tiền vì chưa nhận được học phí còn thừa như cam kết. Một số người cho biết, sau nhiều lần thương lượng họ được Apex chia thành hai nhóm với lộ trình trả nợ khác nhau. Đến nay, nhiều phụ huynh nhóm 1 đã nhận lại toàn bộ tiền thông qua 3 đợt, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 8. Nhóm 2 được hứa trả lại học phí trong 5 đợt, mỗi đợt 20%. Theo biên bản cam kết tại cuộc họp toàn thể phụ huynh miền Nam của Apex hồi tháng 4, đợt trả tiền đầu tiên với nhóm 2 vào ngày 9 tháng 10 năm 2023. Những lần còn lại vào ngày 20 tháng 11, tháng 12 năm 2023 và tháng 3, tháng 5 năm 2024, mỗi lần trả 20%. Chị Hương, quận 7, cho biết lẽ ra ngày 9 tháng 10 năm 2023 phải nhận được 10 triệu đồng từ phía Apex nhưng đến nay chị không nhận được tiền hay bất cứ thông báo trả chậm hoặc gia hạn nào. Chị liên hệ với nhân viên của công ty cũng không có thông tin. Hơn nửa năm nay, phụ huynh chờ đợi mỏi mòn, tốn biết bao công sức, tiền bạc và cho Apex quá nhiều cơ hội nhưng họ không giữ uy tín. Chị Hương nói, cho hay không còn biết cách nào để đòi tiền nên buộc phải đến trung tâm ở quận Phú Nhuận chờ đợi. Tương tự, anh Phước, quận 3, chia sẻ từng rất hy vọng khi thấy nhiều phụ huynh nhóm một được nhận lại tiền học phí. Nhưng đã 3 ngày kể từ thời điểm cam kết với phụ huynh nhóm 2, anh vẫn chưa nhận được 20% số tiền, khoảng 16 triệu đồng, mà Apex nợ. Bây giờ chúng tôi không biết đi đâu để đòi tiền, mong các cơ quan có biện pháp để ông Thủy, ông Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch, Tổng Giám đốc Apex Leaders, thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho phụ huynh, anh Phước bày tỏ. Hệ sinh thái của sắc thủy nợ bảo hiểm xã hội hơn 100 tỷ. Hàng chục tháng qua, Apex Leaders và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy chậm đóng hơn 100 tỷ đồng bảo hiểm xã hội. Theo văn bản bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa công bố, tính đến cuối tháng 11, Apex Leaders đang chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp này nợ tiền bảo hiểm của lao động trong nước 45 tháng qua với 55,8 tỷ đồng và nợ tiền bảo hiểm của người nước ngoài 48 tháng với 5,4 tỷ đồng. Apex Leaders đang là đơn vị có số tiền nợ đứng đầu danh sách hơn 53.600 doanh nghiệp chậm nộp các loại bảo hiểm từ một tháng trở lên. Ngoài chuỗi trung tâm Anh ngữ này, các doanh nghiệp khác nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng có mặt ở danh sách chậm đóng tiền cho bảo hiểm xã hội Hà Nội. Chuỗi trường mầm non Egerton nợ hơn 19 tỷ đồng trong 21 tháng. Xếp sau là chuỗi dạy toán học tư duy CMS với số tiền chậm nộp gần 10 tỷ đồng trong 34 tháng. Các doanh nghiệp còn lại gồm English Now, Egame và công ty mẹ Egroup cũng đang chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động suốt thời gian dài. Tổng cộng, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy đang nợ bảo hiểm xã hội Hà Nội khoảng 101,8 tỷ đồng. Tình trạng chậm trả lương và hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động đã diễn ra trong hệ sinh thái Egroup từ cuối năm 2019 đến nay. Hệ quả là hàng loạt nhân viên chọn cách nghỉ việc, trong đó có nhiều giáo viên nước ngoài, vốn là điểm bán hàng đặc trưng (USP) của Apex Leaders. Kéo theo đó, bê bối phụ huynh chỉ trích chất lượng giảng dạy của hệ thống anh ngữ này giảm sút, yêu cầu bồi hoàn học phí diễn ra tại nhiều địa phương. Chia sẻ với VN Express trước đó, đại diện eGroup cho biết gần đây đã đóng bảo hiểm xã hội cho một lượng nhân viên nhất định nhưng từ chối cung cấp con số cụ thể. Trong các cuộc họp nhà đầu tư, lãnh đạo Apex Leaders nhiều lần hứa sẽ hoàn trả tất cả khoản thu nhập và lương còn nợ nhân viên. Công ty mong các cán bộ, nhân viên bao dung và chia sẻ, đợi đến khi tái cấu trúc thành công, E-Group sẽ có chính sách thưởng cổ phiếu cho nhân viên để bù đắp. Đến nay, nhiều nhân viên cho biết vẫn chưa nhận được lương và bảo hiểm xã hội còn nợ, bao gồm cả những người đã nghỉ việc. Ngoài hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng công bố nhiều doanh nghiệp khác chậm hoàn thành nghĩa vụ cho người lao động với số tiền hàng chục tỷ đồng. Lilama 3, may mặc xuất khẩu Euro Window, Sông Đà 6, Sữa Hà Nội và một số công ty thuộc Cienco 1, đều chậm đóng tiền hàng chục tháng qua. Theo VN Express. cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra các video tiếp theo